Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồ Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy cho anh em hôm nay. Mình có ít máy giới thiệu cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356. Anh em gọi thẳng số máy đó đặt hàng nha anh em. Quy định mua máy thì cọc trước cho mình đi cọc video 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 hoặc là chuyển khoản qua Viettel Pay, Momo hay là số tài khoản của mình nha. Anh em cứ gọi thẳng cho mình là mình sẽ cho số tài khoản để anh em chuyển. Momo, Viettel Pay, số tài khoản đều được hết ha. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Tất cả các máy bán ra thì mình đều kèm sạc và dán cường lực cho anh em đầy đủ ha. Tùy theo máy, có máy không có thì mình có báo nha. Còn mình ship code thì toàn quốc ha. Tới nơi anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền cho shipper. Đó, ok nha anh em. Mình có bao test anh em một tuần thoải mái, cứ test máy lỡ mà lỗi thì mình đổi lại anh em cái khác. Rồi, không dài dòng nữa, tiếp tục clip hôm nay. Con máy đầu tiên là con Oppo A37 nha anh em. Con này thì mình hay có. Dòng này thì đa số thay vỏ mới hết rồi anh em. Đây. Đó. Vỏ thay keng như bốc hộp luôn nha. Oppo A37, màn hình 5 inch. RAM 216, pin con này là 2630. Đó. Máy thì đẹp như thế này. Kính đẹp, lưng đẹp. Đó, rất sắc nét nha. A37. RAM 216. Rồi, con này thì anh em giá 1.050.000 nha anh em. 1050 kèm sạc dán cự lực cho anh em nha. Rồi, tiếp theo là con Oppo F9 nha anh em. Con này thì mặt sau đại dán miếng PPF rồi. Đây là miếng dán keo. Mặt trước kính không trời nha. Vỏ đẹp, còn đánh giá tầm 97-98%. Oppo F9 màu tím khói nha. Màn hình 6.3, RAM 464, pin 3.500 nha anh em. Pin 3.500 nha, máy cực đẹp. RAM 464 ha, Oppo F9. Mọi chức năng full nha anh em. Wi-Fi các kiểu ok hết ha. Con này để anh em giá 2.4 triệu nha. 2.4 triệu kèm sạc dán kính nha. Mình có một con Oppo Samsung A10s nè anh em. Con này màu xanh la lợt ha. Vỏ sau thì có xuất sắc do không có dán keo. Máy còn nguyên hết của nó luôn. Đó. Có trầy xước nhẹ ha. Kính đẹp nha anh em, được ngay kính đẹp ha. Đã dán cần lực và lột ra rồi. A10s. Màn hình 6.2, RAM 232, pin 4.000 nha. Pin thì 4.000, cũng trâu bò lắm anh em. Wi-Fi chức năng ok hết ha. A10s nha anh em, phiên bản nâng cấp của A10 ha. Ok, con này để anh em giá 1.850, kèm sạc dán cường lực cho anh em nha, 1.850. Và một con Samsung J737 bán hàng màu đen, máy đẹp tầm 98. 98% anh em. Rất đẹp nha. Màu đen. Kính đại dán cường lực cho anh em rồi. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin con này là 3.500 nha anh em. Đó. Bán hàng xài rất mượt nha. Anh em nào chưa xài thì cứ xài thử ha. Xài thử sẽ biết chất lượng ngay. Nó tức là con Galaxy Y3. Ok, con này ra đi cho anh em giá 1.930. 1.930 kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. J7 Prime bán Việt Nam. Con này là màu gold ha, màu gold vỏ thì còn được anh em. Đánh giá là không có xuất sắc tầm 97%. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 332, pin 3.300. Kính có 1-2 cọng lông chuột. Cực nhẹ luôn. Máy nguyên bản đẹp ha. J7 Dream. Wi-Fi các kiểu ok nha anh em, chức năng full ha. Xài rất là mượt, J7 Dream. Con này ra đi cho anh em giá 1.600.000 nha. 1.600.000 kèm sạc và dán cường lực cho anh em luôn. J7 Dream, máy cũng rất là đẹp nha. Tiếp theo là một con Samsung A50 riêng nguyên. Samsung A50, máy đẹp nha anh em.
màn hình 6 inch 4, RAM 4 64 và pin con này 4000. Máy lưng sau có xíu sắc nhẹ, kính 1-2 cộng lông chuột cực nhẹ luôn, máy nguyên zin đó, đẹp nha, màn đẹp, lưng đẹp, tầm 97 thôi chứ không có hơn nha. Con này thì nó có xuất sắc nhẹ thôi, A50, Samsung A50, sườn viền còn rất là ok, không có xấu xước rồi nha anh em. Máy đã quay rất chi tiết cho anh em xem nha, A50 VN, con này ra đi cho anh em giá 2.9 triệu nha, 2.9 triệu kèm sạc dàn kính nha. Và tiếp tục là một con máy tính bảng Tab 8 inch Mattel, Tab 8 inch, con này màn hình 8 inch nha anh em, và giá cực yêu thương lên em luôn, còn một cây duy nhất màu gold 8 inch, có bao da với cục sạc trong đây luôn, trong hộp còn nguyên. Con này ra đi cho anh em giá 1.700.000, 1070, full box cho anh em nha, một cây duy nhất, không có cây thứ hai luôn. Tiếp theo là một con Nokia đi, Nokia 7 Plus nè, Nokia 7 Plus ha, còn cục sạc cho anh em luôn nè, full box ha, còn cục sạc luôn, Nokia 7 Plus. Máy này riêng nguyên, đánh giá còn rất là đẹp. Kính này không trời xước máy nha. Màn hình 6 inch, RAM 4 64, pin con này là 3800 nha. Pin còn rất là trâu. Mở thử nguồn cho anh em coi đã, màn cực đẹp nha. Nokia 7 Plus, con này ra đi cho anh em giá 2250. Ok nha anh em, 2.250.000, Nokia 7 Plus ha, chức năng full, anh em yên tâm về chức năng con này, xài rất là mượt nha. Tiếp theo là một con Samsung Grand Max bản hàng, màn hình 5.5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 16, pin 2.500 nha. Máy thì đẹp tầm 98.99 luôn, bản hàng một sim nha. Đó, hiển thị rất sắc nét luôn, mình đã tải thử Zalo Facebook kìa cho anh em rồi. Đó, chức năng ok luôn, máy cực đẹp luôn anh em, Grand Max ha. Con này ra đi anh em giá 850 nha, 850k kèm sạc dán kính cho anh em luôn, cực đẹp, 88 98 99. Đó, con này Samsung A30 bản hàng màu đen, máy nguyên zin đẹp keo xà beng luôn, tầm 98 99 luôn, garanti còn nguyên ha. Con này RAM 332, màn hình 6 inch 4 và pin thì 4000, sườn kính lưng kính này anh em thấy không, soi gương luôn, kính phải nói đẹp tầm 99%, máy nguyên zin thật là hiếm có, nếu con này quá là đẹp đó, chức năng ok nha. A30 bản hàng màu đen cực đẹp, con này ra đi cho anh em giá 2650, 2650 nha anh em, máy quá đẹp nha. Đây nó cần liên hệ ha, một con duy nhất thôi, A30 bán hàng. Tiếp theo là một con G7 Pro Việt Nam mà máy zin, gió xấu nha, gió có xuất sắc này, được cái zin nguyên, màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin con này là 3600 nha, màn zin đã dán cường lực cho anh em và kính đẹp, xuất sắc cực nhẹ. Đó, màn zin hiển thị rất là sắc nét nha. RAM 332 nha anh em, G7 RIM, G7 RO, sau đây anh em, G7 RO. Đó, máy riêng nguyên, con này đã đi ra vỏ trầy, 1.7 triệu nha anh em, vỏ trầy, nhưng mà máy riêng, để anh em giá 1.7 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Một con Joy 3, Vinsmart Joy 3, con này màn hình 6.5 inch nha, RAM 332, pin con này 5000, trâu bò, máy màu tím nhạt. Vỏ sau thì do không xài ốp lưng, có xuất sắc nhẹ không dán này. Đó, máy thì quá trâu, quá chắc luôn. Màn không có xuất sắc nhiều anh em. Đó, rất sáng đẹp nha. Chức năng full. RAM 332. Xài cũng tạm ổn ha. Vinsmart Joy 3. Con này ra đi cho anh em giá 1850. 185 kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. 1.850.000. Một con iPhone 8 Plus này chưa bán. Tiếp theo cho anh em là một con Note 8 anh em, Samsung Note 8 tiếp, một con màu đó là màu xám nha, màu xám xám nhạt nhạt, mình chả biết nói màu gì luôn,
Note 8 màn hình 6 inch 3, RAM 664, pin 3003. Máy thì cực đẹp nha, bút viết đầy đủ ha. Đây. Đó. Bán hàng anh em, một sim nha. Kính đẹp kia. Dính một đốm ngay đây. Ngay đây cầm máy ra bảo đảm anh em không biết đốm chỗ nào luôn. Nhưng mà vô màn trắng nè. Đó, dính đốm ngay đây, không đáng kể nha. Bao anh em xài không lan ra nha. Đó, đốm này. Không bao giờ lan ra luôn. Máy cực đẹp. Còn xung quanh màn là không ám ố nha. RAM 664. Chức năng thì phải nói là hoàn hảo luôn. Chức năng hoàn hảo luôn anh em. Samsung Note 8 bản hàng. Mọi chức năng là full ring. Hàng Hàn Quốc này anh em đã xài rất sướng nha. Con này mà xài giải trí rồi là tuyệt vời. Không thể chơi được. Một cái mức giá phải nói là cực ưu đãi cho anh em luôn. Tiếp tục một con máy giá rẻ 3,2 triệu. Samsung Note 8 đốm nhị 3,2 triệu. Một con duy nhất nha. Tiếp theo là một con S9 đốm nữa. Một con S9 cũng có đốm nhỏ cực nhẹ luôn. Con này siêu nhẹ luôn. Đó, màn hình 8 nha. RAM 464 và pin con là 3000. Máy đẹp đánh giá tầm 97-98. Đó. Kính nè, anh em coi kính nè. Một hai cọng lông mèo giữa màn hình. Có lông mèo. Nhưng mà không đáng kể. S9 nhỏ, rất dễ thương nha. Đây, anh em coi đốm này. Đó, đốm ngay đây này. Đốm ngay đây ngay chỗ rút ra rút vô luôn này. Đó, ngay đây. Như cái mục rùi nhẹ, cực nhẹ luôn anh em. Bao anh em không bao giờ lan ra nha. Một mục rùi cực nhẹ ngay đây. Còn anh em thấy không? Cực đẹp, màn hình không hề có một gì hết ha. Quá là đẹp luôn. Samsung Note 9. Con này là 2 sim nha. Này, VN, bản 2 sim. Đó. Quá đẹp. Wi-Fi chức năng các kiểu ok hết. S9. Đó. Samsung S9 G960F. Ok, không dài dòng nữa. Máy kèm sạc. Máy này ra đi sẽ kèm sạc cho anh em. Và giá ra đi là 2850. Đó, quá bèo nha anh em. 2.850.000. Kèm sạc cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Samsung A10 màu xanh. Máy lưng đẹp. Lưng đẹp như thế này ha. Kính đại giác ngực lực đẹp luôn. Màn hình 6 inch 2, RAM 232 và pin con này là 3400. Đó. Máy thì mọi chức năng đều hoạt động ổn định ha. Samsung A10 màu xanh nhạt. Xanh đậm đậm chứ không phải nhạt máy. Chức năng full. A10 ra đi cho anh em giá con này là 1750. 175 kèm sạc dán kính cho anh em rồi nha. Ok. Tiếp theo là một con Samsung A6 cộng bán hàng. Máy đẹp 9900. Bản hàng ha, 99% nha anh em. Đó, lưng sườn viền các kiểu quá đẹp. Màn hình 6 inch, RAM 432, pin con này là 3500 nha. Anh em coi đi. Cái kính này soi gương luôn nha. Hàng nguyên riêng, mình chưa có lên sim nha, nên là máy xài một sim. Bản hàng RAM 4 bộ nhớ 32GB. Mọi chức năng full. Hoạt động rất là sướng nha anh em, trơn tru. A6 cộng gọi là Galaxy Ring bản hàng. Ra đi cho anh em con này là giá 2,5 triệu nha, nhanh gọn 2,5 triệu kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Samsung A50F màu trắng, vỏ sale có xước sắc nhẹ. Đó, có xước sắc sau nha. Được cái kính thì còn miếng ganh tuy đẹp kem sao em, không hề có xước sắc gì hết ha. Anh em mua thì mình sẽ dán lực lại cho anh em luôn. A50F màu trắng, RAM 464, màn hình thì 6 inch 4, pin 4000, chức năng là full ring. Mọi chức năng full ha, không hề lỗi lái phải gì hết ha, màn đẹp, sáng đẹp luôn. A50F, con này ra đi cho anh em giá 3,2 triệu. 3,2 triệu, kèm sạc và dán cường lực lại cho anh em luôn nha. Kèm sạc nhanh, dán cường lực cho anh em đầy đủ. Rồi, cũng còn rất là nhiều máy nhưng mà giới thiệu không hết được. Nó còn clip nó đã dài rồi anh em. Clip này xin tạm dừng tại đây đi. Thằng ấy chào cả nhà, chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh, like video ủng hộ mình nha anh em. Thằng ấy chào cả nhà, hẹn anh em clip ngày mai.